thank you Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã cùng với linh mục Du Xe Nguyễn thể hiện dòng chúa cứu thế tìm hiểu câu chuyện về tháp Ba Ben trong kinh thánh và đi đến kết luận đây không phải là một sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với một tội ác của nhân loại như nhiều người vẫn nghĩ. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện đi tìm hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện Tháp Ba Ben trong sách Thánh. Chúng con xin kính chào cha và xin cảm ơn cha đã tiếp tục với chúng con trong cuộc trao đổi ngày hôm nay về câu chuyện Tháp Ba Ben ạ. Xin kính chào bạn Thúy Dung xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Tôi rất là vui mừng được tiếp tục cùng với các bạn tìm hiểu ý nghĩa của trình thuật quan trọng này trong sách thánh về Tháp Ba Ben. Bel. Vâng, trước hết, chắc hẳn ai cũng biết nội dung câu chuyện Tháp Ba Ben, nhưng một lần nữa con xin kính mời cha và quý vị cùng lắng nghe trình thuật sáng thế chương 11 câu 1 đến câu 9 ạ. Khắp nơi trên đất cùng một ngôn ngữ, từng tiếng như nhau, xảy ra là trong khi họ thiên cư bên phương Đông, thì họ đã tìm thấy một cánh đồng ở đất Sinea và họ đã đậu cư ở đó. Họ nói với nhau, nào ta hãy đúc gạch và nung lò, gạch họ lấy làm đá và lịch thanh làm hồ. Đoạn họ nói, nào ta xây thành ta ở và xây tháp ngọn sao cho thấu trời. Ta hãy gây danh cho ta, ngõ hầu ta khỏi bị phân tán ra khắp mặt đất. Gia Vê đi xuống để xem thành và cây tháp con cái loài người đang xây. Và Gia Vê nói, này hết thảy chúng là một dân duy nhất, một ngôn ngữ như nhau. Chúng đã bắt đầu làm thế thì từ nay còn có mưu định nào mà chúng lại không có thể làm nổi. Nào ta xuống, ở đó ta hãy làm cho ngôn ngữ chúng ra ba la ba lát, sao cho chúng không hiểu được ngôn ngữ của nhau. Và tự đó, Gia Vê đã phân tán họ ra khắp mặt đất, và họ đã thôi xây thành. Bởi thế mà thiên hạ gọi tên thành là Ba Ben, vì ở đó Gia Vê đã làm cho ra ba la ba lát ngôn ngữ của khắp nơi trên đất và chính tự đó, Gia Vê đã phân tán họ ra khắp mặt đất. Thưa cha, kết thúc cuộc trao đổi ký trước, chúng ta đã nói với nhau rằng, cách giải thích câu chuyện này theo hướng thiên chúa trừng phạt nhân loại là một cách giải thích không phù hợp, nhưng rõ ràng ở đây có một sự can thiệp của thiên chúa xuất phát từ một điều làm cho ngài không hài lòng phải không thưa cha? Đúng vậy, như tôi đã nói ở trong cuộc trao đổi lần trước của chúng ta đó có một cái gì đó trục trặc, có một cái gì đó không ổn, có một cái gì đó không vận hành tốt làm cho thiên chúa không hài lòng và cái cách phản ứng của thiên chúa, cách can thiệp của thiên chúa trong câu chuyện cho chúng ta biết là có cái gì đó không ổn thật sự. Thưa cha, vậy có phải như những điều con được học từ nhỏ, vấn đề ở đây là điều con người muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời phải không ạ? Uh, vâng theo uh, uh, cái cách hiểu ngày xưa đó thì uh, cái sự kiện con người uh, muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời ấy, là một cái sự kiện có mang cái tính cách gây hấn gây sự và nó có vẻ gây vấn đề thật sự uh, nhưng mà chúng ta cũng có thể hỏi thế này đó là việc xây một ngọn tháp tự nó có phải là một cái hành động uh, kiêu căng vô lối và đáng trách hay không uh, câu hỏi đặt ra là như vậy uh, khi người ta muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời thì đó có phải là người ta muốn trở nên uh, giống như Thiên Chúa như ở trong trường hợp uh, của trình thuật uh, sách sáng thế chương 3 câu 5 câu 22 tức là trong trình thuật nguyên tội hay là không? Vấn đề đặt ra là như vậy. À, thực ra đó thì cái cách nói uh, cao chọc trời hay cao ngất trời đó cái cách nói đó chỉ là một thành ngữ và nó có nghĩa là Cao là rất cao, là cao hơn tất cả những thứ khác. Ờ, chúng ta có lẽ không nên hiểu cái kiểu nói cao chọc trời này uh, theo cái nghĩa đen của từ ngữ. Và ở trong thực tế, ở trong sách thánh thì chúng ta gặp thấy cái cách diễn tả này uh, theo cái nghĩa thành ngữ tức là một cái gì đó rất cao đó, ở rất là nhiều chỗ trong kinh thánh. Ví dụ như ở trong sách đệ nhị luật, sách đệ nhị luật chương 1 câu 28 hay là chương 9 câu 1 hay là ngay ở trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 51 câu 53 vân vân. Tức là ở trong kinh thánh có rất nhiều chỗ người ta vẫn dùng cái kiểu nói cao chọc trời để hay là cao ngất trời để diễn tả một cái gì đấy cao lắm, rất cao, rất là vĩ đại. Rồi ngay cả ở trong ở ngoài sách thánh ta cũng gặp thấy cái kiểu nói đó và trong ngôn ngữ của chúng ta bây giờ cũng vậy. có khi chúng ta nói một cái gì đó cao ngất trời thì không có nghĩa là là đụng đến trời mà chỉ là một cách diễn đạt để nói cái gì đó rất là cao là rất là cao. Nói như thế thì có nghĩa là thế này đó là cái, cái cái chuyện mà con người muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời đó, cái kiểu nói đó không có nghĩa là có ý nói con người kiêu ngạo. Tôi không nghĩ đây là vấn đề của sự kiêu ngạo. Vâng, vậy vấn đề nằm ở đâu thưa cha? À, có một cái điều gì đó không tương ứng với kế hoạch của Thiên Chúa. Có một cái điều gì đó uh, đang vận hành không đúng. Uh, và như tôi nói lần trước và tôi nói hồi nãy đó là cái sự vận hành không đúng đó của một cái trật tự của một sự kiện nào đó khiến cho thiên chúa phải can thiệp. Nhưng mà sự vận hành không đúng hay là cái sự trục trặc hay một cái gì đó nó không có giống như là thiên chúa muốn thì chưa có nghĩa là tội ác. Có một cái sự vận hành không đúng làm cho thiên chúa không hài lòng hay là có một cái 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 biến cố xảy ra nó không như ý của thiên chúa thì chưa có nghĩa là tội ác. Nên chúng ta phải phân biệt có một cái cần phải điều chỉnh khác với lại có một tội ác cần trừng trị và tôi nghĩ ở đây chúng ta chưa nên vội nghĩ đến cái tội ác vâng tức là theo cha ở đây Thiên Chúa chỉ đang điều chỉnh một điều gì đó vận hành ngoài cái kế hoạch của ngài phải không ạ à đúng vậy tôi nghĩ chúng ta phải cần phải bắt đầu tiếp cận vấn đề tiếp cận cái câu chuyện này theo cái hướng như vậy cũng giống như ở trong uh, kinh thánh ta gặp thấy một số trường hợp như vậy trong trường hợp ví dụ như uh, ở trong sách Samuel quyển thứ hai chương 7 kể câu chuyện ông vua David uh, muốn xây cho thiên chúa một đền thờ uh, một ngày nọ vua David uh, với tất cả lòng thành của mình với tất cả uh, cái uh, ý hướng tốt lành ông ấy muốn xây cho thiên chúa một đền thờ xây một cho thiên chúa một đền thờ và ông đi đến cái quyết định là sẽ phải xây cho thiên chúa một đền thờ vì ông ở trong lâu đài còn chúa lại ở trong nhà lều không phù hợp thế là ông ấy gọi điện cho cha sứ của ông ấy là ngôn sứ Nathan để thông báo cái quyết định ấy và ngôn sứ Nathan cũng thấy đấy là một quyết định hợp lý cho nên rất là vui vẻ trả lời với lại vua David là xin vua cái cứ tiếp tục cái ý định tốt lành như vậy à. thế nhưng mà nửa đêm thì thiên chúa ờ nói với môn sứ nathan rằng cái quyết định đó của david là thiên chúa không thể phê chuẩn được và thiên chúa yêu cầu ông nathan ngày hôm sau để nói với vua david rằng thiên chúa từ khước kế hoạch đó của vua thiên chúa có một kế hoạch khác hẳn và thiên chúa không chấp nhận kế hoạch đó của vua david ấy trong cái trường hợp của vua david chúng ta cũng thấy là uh, không có tội ác ở đây nhưng mà Thiên Chúa không phê chuẩn cái kế hoạch của ông bởi vì Thiên Chúa có một kế hoạch khác hơn một Thiên Chúa có một cái chương trình tốt hơn Thiên Chúa có một cái 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 cái, cái dự định có một cái dự án uh, tốt lành thánh thiện và 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 hoàn hảo hơn là cái dự án mà ông David đang cứu mang và đang chuẩn bị thực hiện cho dù cái dự án của David là được ông ngôn sứ Nathan uh, ủng hộ thế ở đây cũng vậy cái trường hợp xảy ra cũng tương tự như vậy con người có một chương trình có một dự án và cái nhưng mà cái dự án đấy cái chương trình đấy hoặc là ít nhất là cái cách thực hiện cái dự án cái cách thực hiện cái chương trình đó nó có một cái gì đó không ổn có một cái gì đó cần điều chỉnh và tôi nghĩ uh, thiên chúa ở trong câu chuyện này không trừng phạt mà đúng như bạn vừa nói thiên chúa điều chỉnh một dự án điều chỉnh một chương trình điều chỉnh một kế hoạch điều chỉnh một cái hành động của nhân loại Vâng, thưa cha, theo con đoán, phải chăng vấn đề ở đây nằm ở mục tích người ta xây thành và tháp, đó là việc gây danh như trong người như trong sách thánh nói rằng ta hãy gây danh cho ta phải không ạ? Đúng là mục tiêu trước hết của cái dự án này của con người như được trình bày trong sách thánh đó là để gây danh, để lưu danh. Và những người ở trong câu chuyện bàn với nhau rằng ta hãy xây thành, xây một cái thành và cái tháp, ta hãy lưu danh cho ta, hãy gây danh cho ta đúng là mục tiêu thứ nhất của sách của của việc xây thành và xây tháp là để lưu danh. Tôi thì tôi không nghĩ lưu danh ở đây hay gây danh ở đây là một vấn đề. Câu hỏi đặt ra là tại sao con cái loài người lại tìm cách gây danh cho mình? cái tìm cách lưu danh tìm cách gây danh cho mình có nghĩa là gì? Theo cái cách hiểu của tôi thì việc người ta tìm cách gây danh hay lưu danh cho mình, tức là trong thực chất là người ta tìm kiếm sự bất tử. cái cách nói này ở trong câu chuyện chúng ta phải gây danh cho mình, phải lưu danh cho mình, tức là chúng ta tìm kiếm và cố gắng đạt được cái sự trường tồn, sự bất tử. Có một số bản văn kinh thánh cho phép chúng ta hiểu theo cái nghĩa này. Bản văn thứ nhất mà tôi có thể đề cập đó là ở trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 18 câu 18. À, chúng ta biết là ông Absalom không có con Vì không có con cho nên ông Absalom cho dựng một cái bia bằng đá Để lưu danh mình à, Để lưu danh mình à, Tác giả sách Thánh viết như thế này trong sách Samuel quyển thứ 2 à, chương 18 câu 18 Lúc sinh thời Absalom đã tra tay dựng bia cho mình trong thung lũng của vua vì chàng nói ông Absalom nói tôi không có con để truyền lại tên của tôi để lưu danh của tôi và Absalom đã lấy tên của mình mà đặt cho cái bia đá đó. À như vậy tức là phải lưu danh và lưu danh ở đây có nghĩa là uh, có con để nối dõi tông đường và uh, và có một sự trường tồn, có một sự tiếp nối. À, một đoạn văn khác, một bản văn khác trong thách, sách thánh cũng cho phép chúng ta hiểu lưu danh hay gây danh theo cái nghĩa là tìm kiếm sự trường tồn đó. Đó là ở Isaiah chương 56 câu 4 cho đến câu 5. À, ở đó chúng ta thấy có một lời Đức Chúa nói với những người im hoạn. À, Im hoạn thì không sinh con được. À, Đức Chúa nói thì này, quả vậy à, thì sách thánh viết à, Đức Chúa phán như sau: Nếu những người bị hoạn mà vẫn giữ ngày sa bát ta truyền tức là vẫn giữ lệnh truyền của gia vê và lựa chọn điều ta ưa thích cùng tuân thủ giao ước của ta thì ở trong nhà và trong tường lũy của ta ta sẽ cho chúng được lưu danh và có đài kỷ niệm và như thế còn quý hơn lời của đức chúa trong sách ngôn sư isaiah như thế còn quý hơn là có con trai con gái ta sẽ cho tên tuổi của chúng trường tồn không bị ai xóa bỏ và như vậy chứ là ở đây chúng ta thấy cái chuyện lưu danh và xây đài kỷ niệm tức là một sự tiếp nối một sự trường tồn dành cho những người không có con đó là một chi tiết rất đáng là chú ý à, một cái bản văn khác trong sách cựu ước ví dụ trong sách huấn Ca ở chương 40 câu 19A ta còn thấy nói tác giả sách Huấn ca nói khá rõ ràng sinh con và xây thành sẽ lưu danh sinh con và xây thành, hai việc đó sẽ lưu danh. Người ta thấy ở trong Trình thuật Sách sáng Thế chương 11 câu 1 đến câu 9 Trình thuật Tháp Ba Ben chúng ta thấy người ta xây thành là để gây danh cho mình, để lưu danh cho mình. Tức là trong thực tế là để tìm kiếm sự trường tồn, tìm kiếm một cái gì đấy tồn tại lâu dài và vĩnh cửu. Ở trong văn chương vùng Trung Cận Đông và vùng Lưỡng Hà Địa bên bên ngoài kinh thánh vào thời xưa đó thì chúng ta cũng thường gặp thấy cái ý tưởng tương tự như vậy tìm cách lưu danh tức là tìm cách để được trường tồn tóm lại đó khi bản văn sách thánh nói là uh, con cái loài người muốn uh, xây thành và xây tháp để lưu danh uh, để gây danh cho mình lưu danh cho mình thì có nghĩa là con cái loài người muốn xây thành và xây tháp để uh, tìm kiếm sự trường tồn muốn xây dựng cái một tìm kiếm sự vĩnh cửu và tôi nghĩ cái khát vọng tìm kiếm sự trường tồn và vĩnh cửu đó không sai, Nó không có sai nên đó không phải là vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ ở trong câu chuyện này có một cái chi tiết khác, có một cái chi tiết rất là quan trọng có thể giúp cho chúng ta uh, có được một cái 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 cái, cái uh cái hướng tiếp cận để giải thích cái câu chuyện rất là thú vị này mà không phải lụy vào cái chỗ là uh, xây tháp hay là uh, lưu danh uh, cái ngọn tháp chọc trời hay là lưu danh uh, tôi nghĩ có một cái chi tiết khác để chúng ta có thể tìm hiểu được câu chuyện này có cái hướng mới mở ra và đó là chi tiết nào thưa cha uh, đó là sự song song giữa cầu bốn với câu 8 tôi nghĩ đây là một cái cái chi tiết rất là quan trọng mà nhiều người ít để ý. Ở trong câu 4 của trình thuật đó thì tác giả sách thánh ghi rằng con cái loài người khi bàn với nhau về việc xây thành và xây tháp đó đã bộc lộ một cái tham vọng của mình, đó là họ nói ngõ hầu ta khỏi bị phân tán khắp mặt đất. Họ muốn tránh cái sự phân tán khắp mặt đất. Đó là câu 4. Ở câu 8 trong sự can thiệp của Thiên Chúa ta thấy cái sự can thiệp của Thiên Chúa đụng đến chính cái điều mà con cái loài người ở câu 4 muốn tránh và tác giả sách thánh uh, sách uh, Sáng Thế chương 11 câu 8 đó dùng lại đúng cái kiểu nói mà ông đã dùng ở sách Sáng Thế chương 11 câu 4. Ông nói rằng Chúa đã phân tán họ ra khắp mặt đất và họ đã thôi xây thành. À, có uh, con cái loài người cố gắng để không bị phân tán ra khắp mặt đất chúa thì can thiệp để phân tán con cái loài người ra khắp mặt đất có lẽ có một cái gì đó sai lầm trong cái ý muốn của con cái loài người ở đây khi họ muốn tất cả mọi người ở lại trong một chỗ duy nhất ở lại trong một cái thành được xây dựng kiên cố lớn lao và kiên cố và có lẽ cái 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 ý muốn ở lại trong một chỗ duy nhất và không phân tán đấy là là một cái là một cái ý muốn sai lầm so với chương trình của Thiên Chúa. Tôi nghĩ đấy chính là một cái giả thuyết để chúng ta có thể làm việc. À, nói cách khác đó, đối với tôi đó thì cái ước muốn trường tồn bằng cách là lưu danh ấy, tìm cách lưu danh không phải là một ước muốn có thể gây vấn đề và cũng không khiến Thiên Chúa phải can thiệp bởi vì Thiên Chúa sinh ra cho chúng ta, sự tạo nên chúng ta và người gieo vào trong lòng cái chúng ta cái ước muốn về sự trường tồn đó. Nhưng mà cái ý muốn gom về một chỗ không phân tán, cái ý muốn gom về một chỗ và chỗ đó là chỗ mạnh mẽ, chỗ lớn lao mà con người tạo ra được đó. thì xem ra cái ý muốn đó mới là có một cái gì đó trục chặt à, và Thiên Chúa can thiệp để điều chỉnh. Ở cái chỗ đó, chúng ta có thể coi như Đấy như là một cái giả thuyết làm việc Vâng, con xin cảm ơn cha Và theo như sách thánh kể rằng Thiên Chúa xuống để xem Cái thành và tháp đầy tham vọng của con người Rồi Ngài làm xáo trộn ngôn ngữ Và phân tán con cái loài người ra khắp mặt đất Và theo cha Đó không phải là một sự trừng phạt của Thiên Chúa Vậy thì đó là gì ạ? À, chắc chắn đó không phải là một sự trừng phạt của Thiên Chúa ừ, ừ, Sự kiện con người Có nhiều ngôn ngữ và ở khắp nơi trên mặt đất uh, nếu coi như là một sự trừng phạt của thiên chúa thì chúng ta phải công nhận được sự kiện đó là một sự kiện tiêu cực, một sự kiện chẳng đặng đừng, một sự kiện không muốn xảy ra mà cuối cùng phải xảy ra như là hậu quả của một sự trừng phạt. Nhưng mà tự nó, tự bản chất cái chuyện đa ngôn ngữ và 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 con người ở khắp nơi đó có nhiều ngôn ngữ và ở khắp nơi tự nó đó có thể là một sự kiện và phải là sự kiện tích cực chứ? Chúng ta có thể hoàn toàn hiểu theo nghĩa tích cực cái sự kiện đó. Cái ngữ cảnh của trình thuật về Tháp Ba Ben sáng thế chương 11 câu 1 đến câu 9 không cho phép chúng ta hiểu cái việc con người có nhiều ngôn ngữ và ở khắp nơi trên mặt đất là một cái chuyện tiêu cực, là một cái hình phạt. Chúng ta chú ý đến cái ngữ cảnh của trình thuật này. Ở trong các chương trước của sách sáng thế thì chúng ta thấy đã có nhiều ừ. lần tác giả sách thánh nói về sự phân tán nhân loại, phân tán các quốc gia và các dân tộc và ông đề cập đến sự phân tán đó trong một ý nghĩa rất là tích cực.ít nhất đó sự phân tán của các dân tộc ở trên khắp mặt đất, các chi họ trên khắp mặt đất đó, cũng được nhìn được tác giả sách thánh sách sáng thế ở các chương đầu nhìn như là một hiện tượng tự nhiên như là một hiện tượng hòa bình và nó không gây bất cứ vấn đề gì. Chúng ta lấy thí dụ như ở sách sáng thế chương 9 câu 18 cho đến 19 tức là uh, ở cái chỗ kết luận của trình thuật về vụ lụt hồng thủy đó thì uh, tác giả sách thánh viết rằng các con trai của ông Noe để ra khỏi tàu uh, đó là ông uh, uh, Sêm, Sem, ông Kham và ông japhet uh, rồi uh, tác giả viết ông Kham là cha của ông Canaan ba ông này tức là ông Sem, uh, ông Kham và ông Gia phép đấy là con trai của ông Noe. đến đấy thì chúng ta thấy chưa có chưa, chưa 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 có gì đụng đến cái chuyện chúng ta đang bàn. Nhưng mà kết luận cuối cùng uh, về trình thuật lù Thường thủy thì tác giả nói và con cháu của các ông ấy phân tán ra khắp mặt đất. Sự phân tán các cái, cái uh, nhân loại là con cái, con cháu của Noe ra khắp mặt đất không phải là một cái cái uh, điều tiêu cực điều chẳng đặng đừng hay là một án phạt của thiên chúa không phải hoàn toàn là tự nhiên và hòa bình ở trong sách sáng thế cũng vậy về sự phong phú về ngôn ngữ bên cạnh cái sự phân tán đó là sự phong phú về ngôn ngữ sự phong phú về ngôn ngữ ở trong sách sáng thế cũng trước cái trình thuật chúng ta đang đọc đây cũng được trình bày như là một hiện tượng gì đấy rất tự nhiên không gây vấn đề một hiện tượng rất là tốt đẹp ở trong uh, chương sách sáng thế chương 10 ngay trước cái chương uh, về tháp ba ben mà chúng ta đang đọc đây đó thì tác giả sách thánh kể về những uh, dòng dõi của ba người con của ông noe của ông uh, japhet của ông sam của ông khét thì cứ mỗi lần kể hết cái dòng dõi của một ông thì tác giả lại kết thúc với cùng một kiểu nói uh, rất là thanh thản rất là nhẹ nhàng À, trong đó tác giả khẳng định rất rõ ràng cái mỗi dân tộc mỗi chi họ ở một vùng và nói tiếng nói của mình. Tức là ở trong sách Sang thế chương 10 từ câu 1 cho đến câu 32 đó thì cái hiện tượng nhân loại nói nhiều ngôn ngữ khác nhau à, ở khắp nơi và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau là một hiện tượng tích cực là một hiện tượng bình thường. Thế đó là cái ngữ cảnh của cái trình thuật mà chúng ta đang đọc đây. Đặt ở trong cái ngữ cảnh đó thì phải nói thật với nhau, nói rất, rất, rất chân thành với nhau rằng Thì cái việc nhân loại có nhiều ngôn ngữ Và ở khắp nơi trên mặt đất đó, Không hề là một cái điều tiêu cực Và trong tư duy của tác giả sách thánh 11 chương đầu sách uh, sáng thế đó, Thì xem ra chuyện này không phải là an phản Vâng, và như thế việc Thiên Chúa can thiệp trong câu chuyện Tháp Ba Ben Chúng ta cũng có thể hiểu theo hướng tích cực phải không ạ? À, vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu Cái sự can thiệp này của Thiên Chúa hoàn toàn theo nghĩa rất là tích cực. Kết quả của sự can thiệp của Thiên Chúa ở trong cái, uh, trình thuật này đó là con cái loài người phân tán đi khắp mặt đất, uh, các quốc gia khác nhau, sẽ, các dân tộc khác nhau sẽ cư ngụ ở các vùng đất khác nhau và kết quả thứ hai là họ nói các ngôn ngữ khác nhau. Uh, có hai cái kết quả của sự can thiệp của Thiên Chúa ở trong cái trình thuật này. Và như thế nếu hiểu theo nghĩa tích cực Chúng ta có thể nói thế này Sự can thiệp đó của Thiên Chúa Là để là để đưa ra Đưa cái chương trình của người Cái dự án của người Đến một cái kết quả tốt đẹp như Ngài muốn Và cái ý muốn tốt đẹp của Ngài là gì Là người ta ở khắp nơi trên mặt đất Và mỗi một dân tộc Sẽ có văn hóa riêng Có ngôn ngữ riêng Có cái cách diễn đạt riêng của mình có một cái sự phong phú về văn hóa có một cái sự phong phú về, về bản sắc dân tộc có một cái sự phong phú về ngôn ngữ về cách cảm nhận về cách tư duy cách cảm nhận và cách diễn đạt à, có vẻ thiên chúa muốn điều đó và bởi vì cái tham vọng của con cái loài người trong câu chuyện tháp ba ben đó là đi ngược với hay là khác biệt với cái ý muốn tốt lành đó của thiên chúa ý muốn đã được diễn tả ở trong những chương trước đây ở trong sách thánh rồi sau này chúng ta cũng thấy ở trong sách sáng thế ta cũng gặp hiện, những hiện tượng tương tự như vậy. Ờ, ở trong sách sáng thế chương 13 đó thì ta gặp thấy có một cái sự chia tách giữa Abram với Lot là cháu của Abram. Sự chia tách Abram với Lot ở trong sách sáng thế chương 13 câu 6, câu 12, câu 18 hình như cũng nhắm mục tiêu là để giữ gìn sự phong phú giữ gìn sự và cái sự phân tán ra mỗi người đi một nhà đó không phải là một cái điều xấu. Rồi ở trong sách sáng thế chương 36 câu 7 đến câu 8 Ta sẽ thấy nói đến sự chia tách giữa sau với Jacob Và cái sự chia tách giữa Esau với Jacob là Sẽ dẫn đến các dân tộc khác nhau Và dẫn đến các ngôn ngữ khác nhau Với các văn hóa khác nhau Và điều đó cũng không có không có được trình bày Như là một cái gì đó tiêu cực và xấu xa đó thì cũng đặt ở trong cái ngữ cảnh của sách sáng thế như vậy là từ những chương trước chương 11 cho đến chương sau chương 11 chúng ta đều thấy cái việc con cái loài người ở khắp nơi và có các ngôn ngữ và các văn hóa khác nhau đó không phải là một điều xấu trái lại hình như nó phù hợp với chương trình của Thiên Chúa và hiểu theo cái nghĩa đó thì cái việc Thiên Chúa can thiệp ở đây để làm cho con cái loài người ở khắp nơi và và nói các ngôn ngữ khác nhau đó đó là một điều tốt lành theo nghĩa đó là điều tốt lành nhưng thưa cha Thiên Chúa can thiệp là để ngăn cản không cho thành xây xong ạ à, đúng là Thiên Chúa can thiệp là để không cho người ta hoàn thành cái công trình người ta đang làm là đó là một điều cũng đáng chú ý và nếu mà thiên chúa can thiệp là để người ta không hoàn thành được cái thành đang xây thì có nghĩa là việc xây thành này là một sai lầm. Thiên chúa phải can thiệp để ngăn cản việc xây thành tức là việc xây thành này là một sai lầm, hoặc ít nhất là nó chứa đựng trong nó một cái mối nguy hiểm nào đó, hoặc ít nhất là nó là một cái dự án vô nghĩa. Tức là vấn đề nằm ở chỗ xây thành ấy, vấn đề nằm ở chỗ xây thành, cho nên thiên chúa ngăn cản việc xây thành. À, thiên chúa không trừng phạt nhưng mà người điều chỉnh thiên chúa không thích sự đồng nhất thiên chúa không thích cái sự tập trung cái kiểu tập trung mọi người uh, mặc cùng một kiểu áo có cùng một kiểu hành xử có cùng một kiểu cảm nhận có cùng một kiểu suy nghĩ có cùng một kiểu diễn đạt có vẻ như thiên chúa uh, thích sự phong phú thích sự đa dạng thích sự khác biệt ở trong nhân loại và bởi vì thiên chúa muốn sự phong phú sự khác biệt ấy cho nên đó, cho nên người can thiệp để ngăn cản một cái nỗ lực của con người xóa đi cái sự khác biệt đó à, sự can thiệp của thiên chúa như ở đây như vậy tức là đặt dấu chấm hết cho cái tham vọng của con người à, cái tham vọng muốn mọi người nói cùng một kiểu nghĩ cùng một kiểu cảm nhận cùng một kiểu nhưng mà đồng thời bên cạnh đó lại có một cái tham mộng khác của con người hình như cũng bị ngăn cản như chúng ta đã nói với nhau cái việc người ta xây thành là để lưu danh để gây danh tức là có một cái ý muốn có một cái ước muốn về sự trường tồn có một cái ước muốn về sự bất tử như tôi đã nói bản thân cái ước muốn về sự trường tồn về sự bất tử đấy ước muốn lưu danh đó nó không phải là điều xấu nhưng mà con người lại cái để lưu danh mình con người xây thành tức là gì? Tức là con người muốn đạt đến sự trường tồn, đạt đến sự vĩnh cửu, đạt đến cái 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 sự miên viễn nhờ vào những công trình vĩ đại mà mình làm ra được. Và cái công trình vĩ đại mà mình có thể làm ra đấy ở trong câu chuyện này được biểu tượng bằng hình ảnh của một thành phố huy hoàng với một cái tháp cao chọc trời. Đó là một công trình vĩ đại, một cái gì đó rất là lớn lao và chắc chắn, vững chắc về phía con người. À, như vậy tức là có hai chuyện ở đây. Chuyện thứ nhất đó là con người muốn uh, tất cả đều cảm nhận, đều suy nghĩ, đều nói như nhau. Và... Và cái ước muốn đó không phù hợp Cái chương trình đó, cái dự án đó Cái kiểu cách đó không phù hợp với chương trình của Thiên Chúa Và thứ hai nữa Con người đi tìm kiếm sự trường tột À không có vấn đề nhưng mà tìm kiếm bằng cách Dựa vào những gì mình làm ra Và những gì mình làm ra đó Phải là rất vĩ đại, phải rất lớn lao Như là cái thành lớn Cái tháp cao chọc trời Và mình sẽ đạt được cái sự trường tồn nhờ việc thực hiện những công trình lớn lao đó và cái cái cách thức để đạt đến sự trường tồn như thế có vẻ không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa có vẻ không phù hợp với dự án của Thiên Chúa cho nên Thiên Chúa đã can thiệp để điều chỉnh và tôi nghĩ đó mới là hai cái điều uh, chính yếu cần nhấn mạnh uh, ở trong cái trình thuật Tháp Ba Ben này vâng con xin cảm ơn cha và như thế là thiên chúa không phủ nhận cái khát khao trường tồn của con người nhưng ngài điều chỉnh cách thức con người tìm kiếm sự trường tồn bất tử đó đúng không thưa cha đúng vậy đúng như bạn vừa nói và tôi nghĩ đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà chúng ta chúng ta cần phải chú ý cách đặc biệt khi đọc cái trình thuật này đường lối mà thiên chúa mời gọi chúng ta thực hiện thì có vẻ khác với cái cách thức mà con cái loài người uh, đang nỗ lực thi hành trong cái câu chuyện tháp ba Ben này cũng giống như tổ tiên của chúng ta thôi và uh, mai sau này cũng vẫn là như thế đã là người tức là mang ở trong mình một cái sự mở ra với siêu việt và mang ở trong mình một cái khát vọng về sự trường tồn và cái khát vọng về sự vĩnh cửu đấy uh, điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn đó thì không phải là chúng ta bỏ cái khát vọng đó, chúng ta phải đạt được cái khát vọng đó, thực hiện được khát vọng đó. Nhưng cách thức thực hiện là thế nào? Để đạt được sự trường tồn, để đạt đến sự vĩnh cửu thì điều quan trọng không phải là đi xây dựng những công trình ngất trời, những công trình lớn lao mà là chú tâm đến cuộc sống thực tế ở dưới đất này ngay trong cái tính chất bấp bênh cái tính chất mau qua của cái thế giới này chúng ta đi tìm kiếm sự trường tồn ngay trong cái bấp bênh và mau qua cái nhỏ bé của thế giới này đó là con đường của lịch sử trần gian với tất cả những cái gì là phân mảnh cái gì là bấp bênh chúng ta phải chấp nhận đi ở trong lịch sử này như là khách hành hương nói như cái kiểu phương đông của chúng ta sống gửi chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn từng lúc từng lúc sự phân mảnh sự bấp bênh của lịch sử và của cuộc đời à, lịch sử này là lịch sử của và thế giới này là thế giới của những cái gì đó bấp bênh và nhỏ bé chúng ta sẽ tìm thấy sự trường tồn sẽ tìm thấy sự vĩnh cửu ở ngay trong cái bấp bênh và cái nhỏ bé đó thế nói đến đây thì tôi nghĩ đến một cái trình thuật ở trong tân ước đó là trình thuật ở sách công vụ chương 1 câu 6 đến câu 11 trình thuật về việc Chúa Giêsu thăng thiên. Ở trong cái trình thuật về Chúa Giêsu thăng thiên trong sách công vụ chúng ta thấy tác giả kể thế này. Đó là khi Chúa Giêsu được đưa lên trời đó thì các môn đệ ngước nhìn Chúa Giêsu lên trời. Tác giả nói ở câu 9. các ông dán mắt và đăm đăm nhìn lên trời ở câu 10 của sách công chương 1 sách công vụ tác Thánh Luca viết như vậy ông ngước lên trời và không chỉ ngước lên trời mà đăm đăm nhìn lên trời. Thế bỗng nhiên lúc bấy giờ ở uh, có hai người đàn ông mặc áo trắng. Áo trắng sáng chói tức là hai người đàn ông đó đến từ thế giới của Thiên Chúa. Hai người đàn ông mặc áo trắng đó đến bên cạnh các môn đệ của Chúa Giêsu và nói với các môn đệ của Chúa Giêsu ở uh, câu 11. Hỡi những người Galile sao còn đứng nhìn lên trời? Đấng mà các ông vừa thấy được cất lên trời đấy cũng sẽ đến cùng một thể thức như các ông thấy người đã được cất lên trời. Nói cách khác, hai người đàn ông từ cõi trời này đến nói với các môn đệ của Chúa Giêsu đừng có đứng đó mà nhìn lên trời nữa. Hãy đi khắp các nẻo đường của thế giới này để loan báo tin mừng. Để đạt đến trời, chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là rào khắp những nẻo đường của thế giới này với một cái sứ điệp và với một cái kế hoạch có tính xây dựng, có tính kiến tạo, có giá trị đích thực và cái kế hoạch đó, cái sứ điệp đó đối với các môn đệ của Chúa Giêsu thì đó là tin mừng của chính Chúa Giêsu Kitô. À, thì các môn đệ của Chúa Giêsu khi đối diện với cái 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 cõi trời được mở ra đó, các ông cũng cứ đăm đăm nhìn trời nhưng mà chính thần chính thiên thần của Thiên Chúa lại nói với các ông rằng các ông cần phải quay trở về với cuộc sống ở dưới đất này quay trở về với cái việc cái sư vụ loan báo tin mừng ở khắp nơi trên thế giới này À, thì ở trong sách công vụ chúng ta cũng lại gặp thấy cái kinh nghiệm đó à, theo cái nghĩa đó tôi nghĩ cái câu chuyện về tháp ba ben nhắc ra chúng ta nhớ cái nơi chỗ hay là cái cách thức để chúng ta đạt được sự trường tồn đích thực không phải là làm một cái gì to lớn để xây dựng lên đến trời ngất cao ở trên trời mà là sống cái cuộc sống uh, trong lịch sử này với tất cả sự phân tán với tất cả sự bấp bênh với tất cả sự bé nhỏ ở trong thực tế của lịch sử này tôi nghĩ với cái cái sứ điệp đó của câu chuyện tháp ba ben rất là thời sự với chúng ta vâng và như thế thì ba ben không phải là một hạn từ mang ý nghĩa tiêu cực phải không thưa cha ồ không, tôi lại không nghĩ như vậy à, ở trong kinh thánh đó thì rất nhiều lúc cái tên gọi ba ben hay là babylon đó, uh, gắn liền với một ý tưởng về tội ác gắn liền với ý tưởng về sự áp bức gắn liền với ý tưởng về nạn thờ ngẫu tượng bởi vì dân do thái bị đô hộ bởi đế quốc ba ben uh, bị đem đi lưu đày ở babylon cho nên là Ờ, trong cái nhìn của các, các tác giả sách thánh ấy, thì thì ba Babel và Babylon không phải là cái gì đó tích cực cho nên là trong kinh thánh rất là nhiều chỗ rất là nhiều chỗ Babel và Babylon à, là nói đến Babel và Babylon là nói đến tội ác nói đến sự áp bức nói đến những cái gì đó rất là kinh hoàng ờ, ở trong sách Khải Huyền sách cuốn sách cuối cùng của Tân Ước ấy, thì cái uh, hình ảnh Ba Ben và Babylon càng kinh hoàng hơn nữa ở trong sách Khải Huyền chương 17 câu 10 cho đến chương 18 đó, ta sẽ thấy xuất hiện hình ảnh một con điếm khét tiếng và con điếm đó là Ba Ben con điếm đó là Babylon. Đấy. còn trước đó thì chúng ta thấy ở trong Cự ước uh, Isaiah chương 47 câu 1 đến câu 15 rồi uh, Jeremiah chương 50 uh, chương 51 cũng cho chúng ta thấy có một cái nhìn rất là tiêu cực về Babylon. Babylon ở trong sách Isaiah chương 47 và trong sách Jeremiah chương 50 câu 50 cho đến chương 51 là một hình ảnh ba -ben, Babylon rất là tàn bạo, rất là uh, ngạo mạn, rất là kiêu căng. Cho nên có thể nói thế này đó là ở trong Kinh Thánh đó, thì Babylon nó thường được gắn với cái gì đó là không có hay đâu, không có tốt đâu. Tuy nhiên Tuy nhiên Trong cái trình thuật sách sáng thế chương 11 câu 1 đến câu 9 này Thì Bà Ben không xuất hiện với cái ý nghĩa Như là một nơi của tội ác Một nơi của sự ngạo mạn Mà ở trong cái trình thuật này Tên gọi Ba Ben gợi lên ý tưởng về một cái gì đấy sai lầm. Ý tưởng về một cái chuyện là người ta không kính trọng cái chương trình của Thiên Chúa người ta không tính trọng cái tính cách khác biệt và độc đáo của mỗi dân tộc à, hình ảnh của Ba Ben cái chữ Ba Ben ở trong trình thuật này cũng uh, gợi cho chúng ta nghĩ đến cái uh, sai lầm của ý tưởng về một cái tham vọng muốn xóa bỏ điều không thể xóa bỏ được của cộng đồng nhân loại đó là sự khác biệt giữa các dân tộc các nền văn hóa uh, giữ người với người. Cộng đồng nhân loại từ đầu đã là một cộng đồng đa nguyên, đã là một cộng đồng rất là đa dạng, đã là một cộng đồng rất là phong phú. Và cái nhân loại rất đa dạng, rất là phong phú ấy có một cái ơn gọi nói như kiểu hiện nay đó là là một nhân loại hành hương đi trong các nẻo đường khác nhau của lịch sử, mà đã là lịch sử thì biến động, đã là lịch sử thì bấp bênh. Hai cái yếu tố đó, nhân loại là như vậy, đa nguyên phong phú và đi trong một cuộc hành hương, đi trong một cuộc hành trình lịch sử Sẽ là một ước nguyện sai lầm nếu người ta muốn làm những công trình vĩ đại để lưu danh, tức là để đạt đến một sự trường tồn Và càng sai lầm hơn nữa nếu người ta muốn gom tất cả mọi người về một kiểu nghĩ, một kiểu nói, một kiểu cảm nhận, một kiểu diễn đạt đó, thì cái hình ảnh ba bên ở trong 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 sách sáng thế chương 11 câu 1 cho đến câu 9 này á gợi cho chúng ta cái 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 ý tưởng sai lầm đó của nhân loại. Và theo cái nghĩa đó thì cái ba bên ở đây nhắc cho chúng ta nhớ đến một cái sai lầm của nhân loại trong cái ý định và trong cái việc thực hiện cái cuộc sống của mình. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha vì những lý giải rất thú vị về ý nghĩa câu chuyện Tháp Ba Ben cho chúng con Và trước khi kết thúc cuộc trao đổi ngày hôm nay, chắc cha cũng có đôi lời tâm sự với chúng con phải không ạ? Xin cảm ơn bạn Thúy Dung đã cho tôi cái cơ hội để có thể tâm sự với quý vị và các bạn một vài điều Sau khi chúng ta đã tìm hiểu cái ý nghĩa của trình thuật rất là đặc biệt này Thưa các bạn và quý vị, thì ở trong cái trình thuật về Tháp Ba Ben mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó Sách Sáng Thế chương 11 câu 1 đến câu 9 Chúng ta thấy Thiên Chúa đã phải can thiệp để ngăn cản nhân loại xây dựng một cái thành và tháp à, Và Thiên Chúa can thiệp như thế là với kết quả là nhân loại phân tán đi khắp nơi Tức là người sai phái các dân tộc đến khắp các nẻo đường của cái thế giới này à, Cũng tương tự như vậy Chúng ta thấy Chúa Kitô ở trong Tân Ước cũng sai phái các môn đệ của Ngài đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới để loan báo tin mừng. Câu chuyện Tháp Ba Ben cho chúng ta biết là không có những cái nẻo đường trực tiếp đưa chúng ta đến sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. có một con đường duy nhất giúp chúng ta có thể đạt đến sự trường tồn, đạt đến sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là sống thực sự ngay trong cái thế giới này và xây dựng cái thế giới này ở trong cái 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 thế giới cụ thể này của chúng ta chúng ta được mời gọi sống một cái lịch sử xây dựng một cái lịch sử theo chương trình của Thiên Chúa à, Thiên Chúa của sách Sáng Thế chương một chương 1 cho đến chương 11 tức là 11 chương đầu của sách Sáng Thế nói chung và thiên Chúa của trình thuật về tháp Ba-bên trong sách Sáng Thế chương 11 câu 1 đến câu 9 nói riêng. là vị Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta ở trong lịch sử của một cái nhân loại rất là đa dạng và phong phú về phương diện tư duy, về phương diện văn hóa, về phương diện diễn đạt À, Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa như vậy, Thiên Chúa của đa nguyên, Thiên Chúa của sự phong phú như vậy. Và um, tôi nghĩ đến cái dụng ngôn nắm men trong bột của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói nước trời giống như chuyện một người đàn bà lấy một cái hạt men bé xíu vùi vào ba đấu bột cho đến khi toàn thể đấu bột dậy men. Thiên Chúa um, cũng làm như thế trong thế giới của chúng ta. Có một nhà thần học ở bên Pháp nói rằng Thiên Chúa không cứu chúng ta bằng cách giật chúng ta ra khỏi cái thế giới khốn khổ và 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 bấp bênh này. Trái lại, Thiên Chúa cứu chúng ta không phải bằng cách giật chúng ta ra khỏi mà bằng cách lấp đầy cái thế giới khốn khổ và bấp bênh của chúng ta bằng sự hiện diện của chính người. Chúng ta thường bị một cái cám dỗ, ngay bây giờ tôi cũng như các bạn, chúng ta giống như cha ông của chúng ta trong trình thuật tháp Ba Ben, chúng ta tưởng rằng mình sẽ được lưu danh mình sẽ được trường tồn mình sẽ được vĩnh cửu nhờ vào những công trình vĩ đại những công trình lớn lao cao ngất trời chúng ta thường nghĩ như thế và chúng ta vẫn đang có khi ngay hôm nay tôi cũng như các bạn chúng ta vẫn đang cố gắng xây dựng những công trình vĩ đại trong cuộc đời để lưu danh để được trường tồn để được vĩnh cửu nhưng mà thiên chúa thì lại mời gọi chúng ta gặp gỡ ngài là đấng vĩnh cửu ngay giữa cái lịch sử bấp bênh mau qua và rất là phân mảnh này. Thay vì đi xây một cái thành và một cái tháp lớn lao, đỉnh chạm đến tận trời, thì nhân loại được mời gọi sống cái thực tại cụ thể và bấp bênh này trong cái chương trình của Thiên Chúa. Ở trong cái tổng huấn mới nhất của Đức Thánh Cha Phan -cô về sự thánh thiện Tổng huấn gaudete suntate ở số 144 và 145 đức thánh cha cũng chú ý lưu ý chúng ta đến điều này nên thánh không phải là trong những chuyện lớn lao mà nên thánh là trong những chi tiết rất nhỏ và chính Chúa Giêsu lời của Đức Thánh Cha cũng luôn luôn nhắc các môn đệ về những chi tiết rất nhỏ và Đức Thánh Cha tại số 145 của Gaudete Suntate nói một cộng đoàn mà người ta biết yêu mến nhau và chăm sóc nhau ngay từ trong những cái chi tiết nhỏ của cuộc sống đó thì cộng đoàn đó có Chúa phục sinh và có quyền năng của Chúa phục sinh ở trong đó. Câu chuyện tháp ba ben nhắc cho chúng ta nhớ rằng những công trình vĩ đại và cao ngất trời không phải là cách thức để chúng ta đạt được sự trường tồn. Chính Thiên Chúa phải can thiệp để ngăn cản cái cách hành xử đó để nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đạt đến cái sự vĩnh cửu và sự trường tồn là ở trong việc sống những cái cụ thể của cuộc sống của chúng ta. Và câu chuyện này cũng nhắc cho chúng ta một điều thứ hai rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt, sự phong phú từ trong cách cảm nhận, cách suy nghĩ, cách diễn đạt. Và có một cái sự đa nguyên, có một cái sự uh, nhìn ở một khía cạnh nào là sự phân tán nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì đấy lại là sự phong phú và Thiên Chúa muốn duy trì cái sự phong phú đó, Thiên Chúa chúc phúc cho cái sự phong phú đó và Thiên Chúa đã can thiệp để ngăn cản một cái nỗ lực của con người là hủy diệt đi cái sự đa dạng và sự phong phú đó, Thiên Chúa đã phân tán nhân loại đi khắp nơi trên bản đất. Mình xin cảm ơn các bạn đã. Uh, kiên nhẫn để uh, lắng nghe tôi chia sẻ và tôi chúng ta hy vọng là gặp nhau trong các cái uh, chương trình tìm hiểu khác, tìm hiểu kinh thánh khác của truyền thông tình dòng trung thế Việt Nam. Nhưng mà kết thúc cái uh, cái việc tìm hiểu cái trình thuật uh, về Tháp Ba Ben này, tôi nghĩ uh, sứ điệp của trình thuật là rất rõ ràng đối với chúng ta và rất là thời sự, rất là hiện sinh đối với chúng ta. Chúng ta được mời gọi tôn trọng sự phong phú sự khác biệt của nhau và nhất là chúng ta được mời gọi hãy đi tìm kiếm sự trường tồn sự vĩnh cửu không phải bằng những cái công trình vĩ đại mà là sống từng chi tiết của cuộc sống bấp bênh và phân mảnh này với tất cả cái ý muốn tốt lành và chúng ta sẽ tìm kiếm được cái sự trường tồn và sự vĩnh cửu ngay trong cái bấp bênh của lịch sử, cái phân mảnh của cuộc sống này. À, xin kính chào anh chị em và hết lòng cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn theo dõi. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha ạ vâng kính thưa quý vị và các bạn chúng ta đã kết thúc hai buổi trò chuyện về câu chuyện tháp ba ben với linh mục du xe nguyễn thể hiện xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong các chương trình kế tiếp cùng tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh dòng chúa cứu thế việt nam ngợi khen chúa giê xu kitô